Thư viện Phật Giáo Hòa Hảo Thực hiện diễn đọc 500 chuyện bên Thầy Trọn bộ 3 quyển Gồm 1080 trang Tổng hợp từ nhiều nguồn tư liệu Trong và ngoài đạo hơn 60 năm Xin chân thành cảm ơn nhóm đồng đạo Đã tốn nhiều thời gian và công sức để sưu tầm Trần Kỉnh Trung trình bày Bản in mới tháng 11 năm 2019 Trân trọng kính mời quý vị, quý Phật tử và quý đạo hữu lắng nghe Diễn đọc Tuấn Anh, Ngọc Minh, Bùi Anh Tuấn và Xuân Hiếu Chuyện thứ 30 Cúc Bắc Một hôm, Đức Thầy xuống bến sông trước tổ đình để tắm. Cũng có bốn năm người tín đồ đã tắm ở đó trước rồi. Trong lúc tắm, Đức Thầy bèn rủ mấy ông tắm chung, chơi trò cút bắt. Khởi đầu, Thầy kêu mấy ông trốn cho Đức Thầy bắt. Không bao lâu, Thầy bắt được hết mấy ông trốn. Bây giờ tới viên Thầy, Thầy chấp hết mấy ông kia, tìm bắt một mình Thầy. Vào cuộc, mấy ông đồng loạt ao tới để chụp trúng Đức Thầy. Đức thầy hợp xuống lặn đi nơi khác. Mấy ông tín đồ còn đang giáo giác tìm. Chờ thầy nổi lên nơi nào để bắt tiếp. Mọi người chờ một hồi khá lâu mà không thấy đức thầy trồi lên mặt nước. Mọi người phập phòng lo lắng. Không ngờ đức thầy đã lặn một hơi vào đến bờ. Đi nhẹ nhẹ lên bờ, vào nhà thay đồ rồi ngày đi xuống bến đứng kêu mấy ông còn dưới sông vừa cười vừa nói <cười> thầy kiếm các ông được chứ các ông kiếm thầy không được đâu luận giải người xưa có câu sư tầm đệ tử dị đệ tử tầm sư nan thầy tìm trò thì dễ trò tìm thầy rất khó việc tìm thầy tìm trò trong câu chuyện trên đây bao hàm hai ý nghĩa thứ nhất trong việc tầm sư học đạo xưa nay người thầy nhận ra đệ tử thì dễ dàng như đức phật nhìn ra các đại đệ tử như chư tổ nhận ra tổ kế thừa hay như ông hoàng thạch công tìm ra học trò trương lương vì vị thầy đã đắc đạo đã sáng suốt nên nhận ra chân đệ tử và đánh thức mối nhân duyên thầy trò rất nhanh chóng thuận lợi và đặc biệt là không bao giờ sai lầm câu chuyện Cúc Bắc còn tiên báo. Có một thời gian Đức Thầy phải sai vắng bổn đạo, không một ai biết Đức Thầy ở đâu. Bây giờ thì có biết bao học trò gì nôn nóng, vì thương kính mà túa ra tìm kiếm theo cách nghĩ, cách đoán còn dụng về non nớt của mình, mà biết bao người phải lầm đường lạc lối. Cho nên ở trên bờ cao Đức Thầy kêu réo, Thầy kiếm các ông được chớ các ông kiếm thầy không được đâu. Điều này khi Đức Thầy đi non cùng ông biện đài, Ngài cũng báo trước, trong giảng thi, Đức Thầy cũng răng bảo, ráng nghe lời dạy của Thầy, để chừng đến việc kiếm Thầy khó ra. Cách khuyến giáo của Đức Thầy ngắn gọn, mà hàm súc, giảng dị nhưng sâu xa, cho nên thời gian dạy đạo thấy ít, Người biết học thì thấy ngài đã dạy đủ mọi điều. Chuyện thứ 31. Niệm Phật cần ở lặng tâm. Một buổi trưa mấy anh em theo đức thầy ở sài gòn rảnh rang ngồi bàn luận việc niệm phật một ông nói tôi mỗi thời cúng xong ngồi niệm phật đến tàn cây nhang mới thôi ông khác nói vậy nhầm gì cúng xong tôi ngồi niệm phật hai tiếng đồng hồ mà mỗi ngày tôi cúng ba thời cộng chung là niệm phật sáu tiếng đó bỗng đâu đức thầy đi tới Ngài nói Niệm Phật cần ở chỗ lặng tâm Không phải ở số nhiều Một lần khác Có ông tín đồ thắc mắc câu giảng Niệm Phật cho rằng đặng thấy thần tiên Và câu Niệm di đà ráng niệm cho rành Thì mới được sống coi tiên thánh Ý ông nói niệm Phật sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy là đầy đủ rồi, còn rành là sao nữa? Ông nhờ người bạn giảng dĩ hơn, hỏi Đức Thầy dùm ông. Đức Thầy dạy, Niệm Phật thì phải thương yêu, tha thứ và giúp đỡ lẫn nhau. Niệm Phật mà được như vậy nữa mới rành. Luận giải điều huyền diệu của đức thầy là luôn có mặt đúng lúc để giúp đỡ tín đồ những việc thắc mắc nan giải chuyên về pháp môn niệm phật thì trong sớm thi đức thầy đã giảng dạy rất tận tường tuy nhiên theo hai mẫu chuyện cùng nói về phương pháp niệm phật trên từ lời giải đáp của đức thầy chúng ta rút ra hai vấn đề căng cơ trong khi niệm phật cần sự lặng tâm chú trọng về chất, lặng tâm, chớ không chú trọng về lượng, nhiều thời gian, nhiều thời niệm. Song song với thực hành pháp môn niệm Phật, còn phải có lòng thương yêu, tha thứ, giúp đỡ lẫn nhau. Cũng như bổn phận đền đáp bốn trọng ưng, thì việc niệm Phật mới có kết quả mỹ mãn. Tự chung chúng ta thấy Đức Thầy vẫn hướng người tu theo cương lĩnh học Phật tu nhân song tu phước huệ Chuyện thứ 32 Có lại thì thống nhất Một lần nọ, Đức Thầy về Long Xuyên ông hội trưởng xã mỹ thới đến thăm đức thầy sẵn tiện nhờ đức thầy chỉ dạy cách cúng lại để ông về chỉ dạy lại cho anh em trong xã làm theo đức thầy hỏi anh em có cúng lại không ông hội trưởng đáp dạ có nhưng mỗi người lại mỗi cách không thống nhất với nhau đức thầy bảo có lại thì thống nhất rồi không lại mới không thống nhất đức thầy nói thế thôi chứ không thị phạm cách thức cúng lại cho ông hội trưởng một lần khác có người hỏi đức thầy trong lúc cúng lại mà tâm mình phóng xẹt nghĩ ngợi lung tung vậy có kết quả không đức thầy đáp lại mà không thành tâm thì như lại bàn lại tủ vậy chứ gì luận giải mẫu chuyện trên thật khó mà luận giải bởi ý chỉ đức thầy quá thâm huyền cũng như chuyện dạy riêng ông Hương Bộ cách tu mau thành, đức thầy lo liệu rất sâu xa. Nếu để xảy ra chuyện dạy pháp môn riêng, cách lễ bái riêng cho người này người nọ, ngày sau sẽ sinh ra những chuyện rất lôi thôi. Ông này quả quyết, đức thầy dạy tôi thế này, ông khác khẳng định, chính tôi thấy đức thầy làm vậy vậy sẽ khó cho người đi sau rồi còn sự mạo nhẫn để tạo ảnh hưởng gây chia rẽ trầm trọng trong đoàn thể. Sử sự, sự công minh của Đức Thầy cho thấy mọi tín đồ như con một cha cứ y theo kệ giảng Đức Thầy mà tu hành. Không có pháp môn đặc biệt nào cho ai. Việc cúng lại hay nghi thức hành đạo thì làm theo tôn chỉ đã dạy trong quyển sách nhỏ. Có thực hành nghi thức là có sự thống nhất chung ai sai lệch đôi chút chỉ là tiểu tiết, còn chỉ dạy riêng cho ai thì truyền khẩu giao, mạnh ai nấy thực hành, không ai chịu ai, càng ngay càng phân hóa, sao gọi là thống nhất được. Chuyện thứ 33 Mặc đồ già Sáng ngày 21 tháng Giêng năm 1940, Canh Thịnh Đức Thầy định sang nhà ông Cả Mười, Lâm Tuấn Dĩ Ở làng Mỹ Hội Đông Người cùng đi theo ngài là ông Bảy Phan Văn Dứt Ông từ nhà chạy ra nói Xin thầy chờ tôi chút Đoạn quay trở vào nhà thay bộ đồ già Rồi bương bả đạp xe chạy theo Đức Thầy cho anh xe lui dừng lại chờ. Khi ông Bảy vừa tới, thì Đức Thầy nói ngay. Ông trở về thay bộ đồ khác. Ông không đủ sức mặc bộ đồ này. Vì mặc nó, oai nghi hạnh kiểm phải thật đoan trang và phải thông suốt đạo lý. Nếu không như thế, sẽ bị người đời phê phán. Tự quảng cáo là mình có đạo. Ông Bảy mau mau làm theo lời khuyên của Đức Thầy. Theo ông giỏ Như xanh Ngày 22 tháng 5 năm 1945, ức dậu Sau buổi diễn thuyết khuyến nông tại chợ Hà Tiên và đi viếng Thạch Động Đức Thầy và những người cùng đi trở về Đại Tân Lữ Quán Ở đấy còn khoảng 50 người chờ Đức Thầy để nghe thuyết giáo Trong số ấy, có người mặc bộ đồ màu già rất mới đức thầy đi ngay lại chỗ người ấy ngài hỏi bất ngờ ông tu theo đạo nào người ấy trả lời dạ con tu theo đạo phật giáo hòa hảo của thầy đức thầy nói với người ấy giọng nghiêm nghị tôi đã dạy tu trong tâm chứ không phải tu ngoài da đừng có tu quảng cáo nghe đức thầy rầy người tín đồ ấy sợ tái cả mặt liền thối lui ra sao? Chừng hỏi ra mới biết, ông ấy là hương giáo xã Đồn Điền, Hà Tiên. Theo võ thành dạng và võ văn tá, trị sự viên xã Đồn Điền. Tôi có hai người bạn thân là Lê Văn Lợi và Lê Văn Sô ở ấp Long Thạnh, làng Long Kiến, quận chợ mới. Chúng tôi rủ nhau cùng đi lên hòa hảo, nghe Đức Thầy thuyết pháp rồi xin quy y vào đạo anh lợi về may một cái áo già mặc đi lên tổ đình làm cơm quả trước sân đức thầy sau khi xong việc độ bệnh và thuyết giáo ngài đi ngang qua chỗ bạn tôi đang làm cơm quả ngài nói như trầm trồ chà chà mặc áo già hả bạn tôi còn chưa hiểu ra sao thì đức thầy nói thêm mặc áo già là phải tu cho già nghe không từ đấy bạn ấy tự hiểu mình tu hành còn non nước thì không nên mặc đồ già theo ông nguyễn quý nhân mỹ chợ mới sau ngày đức thầy khai đạo khoảng bốn tháng tại tổ đình có các ông chủ cưu năm chương tiếp tay với đức thầy lo việc độ bệnh cho bá tánh một hôm đức thầy nói cùng mấy ông ấy hai ông cùng tôi đi đám vỗ gần đây ông năm chơn liền nói khoan thầy chờ tôi một chút nói xong ông năm đi riết về nhà ở phía dưới tổ đình mặc bộ đồ màu già mới mai rồi trở lại đặng cùng đi với đức thầy đức thầy thấy ông thay đồ già đức thầy liền khuyên ông nên mặc đồ bà ba bình thường như tôi là được rồi ông nên biết Mặc bộ đồ già là phải xét mình có được cái hạnh đức trang nghiêm hay chăng? Có người hỏi đạo lý, ông có giảng dạy thông suốt như thầy hay không? Nếu được thì nên mặc. Ông năm chương nghe đức thầy nói, mau mau trở về thay bộ đồ khác rồi mới trở lại đi đám dỗ cùng đức thầy và mấy người kia. Theo ông giáo nhịn, luận giải giảng đức thầy có câu dọn bề trong mới gọi đẹp xinh chớ mang lúa bề ngoài chẳng tốt thời gian đức thầy mới mở đạo Ngài để tóc dài dán lên mép tay và phủ đến sau gáy những ảnh chụp của ngài lúc ấy thấy nét nghiêm nghị hơi khắc khổ do lúc trước đó ngài bị bệnh liên miên những tín đồ quy y với Ngài, thần tượng hình ảnh ấy mà làm cho theo, cho giống, cho ra vẻ người đạo mạo. Trong đó có học theo hạnh mặc đồ già, giạc mẻ. Nhưng đạo phục ấy thường dành cho hàng xuất gia, đầu tròn áo vuông. Có phẩm vị trong giới tăng ni nhà Phật. Chuyện trên là do sự thuật lại về lời dạy của Đức Thầy mà không thấy có nêu lên ở giáo phần nào trong kinh giảng biết như vậy để chúng ta tự xem xét về đạo phục và phẩm hạnh của mình phẩm hạnh mà không tương xứng với đạo phục thì dễ gây phản cảm sau phản cảm là sự dè biểu chê trách làm tổn đức bình sinh của mình và của người việc mặc cũng cần khiêm tốn và tí nhị đúng cách như việc ăn và việc ở. Chuyện thứ 34 Quá Giang Thổi Đức Thầy Mở Đạo Lúc ấy, đức ông thân sinh của đức thầy vẫn chưa thật sự tin tưởng và nể phục, vẫn nghĩ mình là người lớn chủ gia đình như từ trước tới giờ. Nên một hôm, thấy đức bà cúng lại. Đức ông nói có ý bông đùa. Khi nào bà về Tây Phương, cho tôi quá giang với ngàn. Đức thầy đang nằm, dùng ngồi dậy nói. Nếu ông đi trước bà, thì ông mới quá giang với ai? Ông nên biết, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Về sao, đức ông quá giảng trước đức bà? Luận giải, sự tu hành chủ yếu nơi tự lực, như người ăn tự no, người tự đi mới tới nơi, là đạo lý đương nhiên mà ai ai cũng biết. Người đời có khi nói tếu, nửa ông, bà có đi lên cho tôi níu áo? đấy có khi là điều khen tặng có vẻ thân mật về công hạnh người đó thường làm nhưng trong trường hợp này đức ông chưa thật sự đồng tình với việc lo tu của đức bà chỉ nói với ý trêu chọc và có phần mỉa mai vì vậy đức thầy mới lẹ làng chỉnh lại là ý nghĩ của đức ông là ai tu nấy đắt và chưa biết ai mất trước ai để mà ý lại nương nhờ sự cứu vớt đức thầy rõ hiểu tâm lý từng người ở đây lại là người thân trong nhà nên ngài nhân cơ hội đưa ra cảnh báo có tính nghiêm túc để giác tỉnh đức ông và người trong đạo còn tính phục hơn khi cảnh báo của ngài có tính tiên tri và chính xác là sau đó đức ông mất trước đức bà bài học từ câu chuyện này là sự tự lực không nên nương cậy vào điều chưa chắc chắn ở ngoài mình. Chuyện thứ 35. Theo dấu chân Thầy khoảng tháng Giêng năm Canh Thìn 1940, Đức Thầy dẫn ông Ngô Thành Bá, tức Biện Đại, là một tín đồ ở cùng làng với Ngài đi viếng núi Tà Lương. Khởi hành ngày mùng 6 qua đến ngày 11 tháng Giêng, Đức Thầy và ông Biện Đại cùng lên đến ngọn núi cao giót, ít có cây mọc, đường xá hiểm trở khó đi. Lúc phải bò lên, lúc lại tuột xuống. Qua đoạn ấy, ông Đài bị ngất xỉu, tối tăm mày mặt. Đức Thầy phải cho ông nhai nắm lá cây có chất ngọt. Lát sau ông khỏe lại, rồi Thầy trò mới tiếp tục đi. Trên núi có suối chảy, nước trong như mắt mèo. Có lúc Đức Thầy phải lội qua con suối, nhưng Ngài nhìn lại sau, thấy ông biện đài vừa dịnh, vừa bò trên một thân cây ngã ngang qua suối. Đức thầy rầy ông. Sao không lội với suối? Ông đài đáp. Lội chi cho ước mình? Đức thầy nghiêm giọng bảo. Thầy đi đàn nào, trò phải đi đàn nấy. Từ đây cấm ông không đi như vậy nữa. Luận giải. Mẫu chuyện trên cũng là dạng lấy việc nhỏ để minh thị cho bài học lớn. Đức Thầy lấy một mảng hội thoại ngắn trong lúc đi non với ông Biện Đài để dạy dỗ trong hàng tín đồ việc tuân thủ các quy củ của Ngài đã dạch ra và phòng tránh những trường hợp xé rào, cải biên. Trong mịt mù hoang dã của đêm tối vô minh, Đức Thầy đã dạy công khai hóa. Đạo là vốn thiệt cái đàn, ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh gần như bắt buộc người đệ tử theo thầy phải đi chính chắn trên đường ấy đi chệt ra tức sẽ gặp gai chông hầm hố nguy hiểm muôn phần cho huệ mạng dấu chân đi trước của Phật tổ đã ghi rõ lắm chân chúng sanh chỉ cần bấm đi theo bấm mà đi thì chúng ta phải hiểu là đi thật chậm thận trọng nhắm cho ngay dấu chân đã hằng phía trước mà bước theo đó là ý chỉ từ bi thầy đi đâu trò đi đó để bảo toàn cho đàn con thơ dạ đi trúng thì sống bước trật tất chết chứ không một chút bảo thủ độc đoán là bắt mọi kẻ khác phải làm theo mình không được sai một nơi khác đức thầy còn khai thị nay rừng bụi có người mở ngõ thì noi theo dấu thỏ đàn dê. giờ tôi chợt hiểu ra kinh nghiệm xương máu của người hướng đạo khi đi rừng là nên lần theo dấu thỏ đường dê vừa không lạc vào rừng sâu vừa không gặp sài lang hổ báo nguy hiểm đến tánh mạng như mẹ thỏ có việc đi xa dặn dò bảo ban con cái mọi điều lớn nhỏ dân lời cho ngoan cho khéo đàn con sẽ tránh được mưu trước của soái dữ giữ. giữ dạng toàn huynh đệ lớn nhỏ để ngày kia gặp lại mẹ hiền Chuyện thứ 36 Nhờ nương theo bầy Lúc Đức Thầy đang đi công tác vùng cái bè Mỹ Tho Có một bầy dịch nằm bên lề đường Thấy có người đi đến Đồng loạt đứng lên vừa kêu vừa chạy Một con dịch bị yếu nằm lại không chạy nổi Đức Thầy bước đến nâng nó lên So bóp chân và cánh nó một chốc Rồi Đức Thầy thả đùa nó vào giữa bầy Con dịch ấy còn yếu đi ngã qua, ngã lại, chen chúc với đàn dịch mà đi luôn. Đức Thầy hỏi những người cùng đi. Đố mấy ông con dịch đó vì sao mà nó đi được? Ai cũng nói nhờ Thầy chập chỗ cho nó. Nó mới tỉnh lại và đi được. Đức Thầy nói. Không phải vậy. Nó nhờ nương theo bầy, Chớ đi một mình là ngã rồi. Luận giải như những công án thoại đầu trong thiền giới. Chỉ một câu mà gom gồm, chỉ một câu mà ý nhiệm sâu. Đức Thầy khi trị bệnh, rất nhiều lần cứu tử độ sinh. Nên chuyện cứu một con dịch khỏe lại rồi đi, chỉ là chuyện nhỏ. Nên mọi người cho rằng, nó chạy đi được là do Đức Thầy chập chỗ cho nó, cũng không ngoài sự thật. Nhưng cái sự thật có tính giáo dục rất cao mà Đức Thầy muốn nêu lên có tác dụng tích cực hơn nhiều lần là sự đoàn kết tính bày đàn sự ấy tương thích với biết bao lời dạy trong giảng kinh về tình đoàn kết thương yêu tương trợ một nhân tố quan trọng cấu thành sự vững bền của tổ chức của đoàn thể nhưng xót xa thai qua bao nhiêu thời kỳ đa số vì bả lợi mồi danh mà con người nở bôi mặt đá nhau Chúng giàu mua đồ chia rẽ mỏng ra để trị, làm suy yếu đi tiềm lực của toàn thể. Đã xuất gia sống đời tịnh hạnh, nhưng Đức Phật còn dạy tăng chúng, phải hợp hòa tăng, hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn. Huống chi sống đời tại gia, gần gũi thế tục, thì hàng ngũ tín đồ Phật giáo hòa hảo phải luôn luôn niệm tưởng lời dạy thống thiết của Đức Thầy về sự kết đoàn từ trên tới dưới thuận hòa hay hơn châu báu ngọc ngà giàu sang và hẳn đức thầy vui vẻ lắm gì vì... lòng trẻ thảo biết đoàn biết kết phí xác phàm mê mệt đau nài Chuyện thứ 37 Sao không hái lá? Lúc Đức Thầy mới ra trị bệnh cho bá tánh Ngài thường dùng lá xoài, lá ổi, lá mít, bông trang, bông thọ, dân dân Một lần, Ngài kêu người nhà của người bệnh ra trước sân hái ít lá xoài Để Ngài trị bệnh cho người thân của họ Người ấy ra bẻ nguyên một nhánh xoài đem vào Đức Thầy liền rầy Sao không hái lá mà bẻ nhánh? Cần lá thì hái lá thôi. Chừng nào cần nhánh thì hãy chặt nhánh. Cần cây hãy chặt cây. Đừng nên quỷ hoại như vậy. Luận giải Chư Phật có đức hiếu sinh rất lớn. Động vật, các ngài khuyên không nên giết hại. Thực vật là cây cỏ, mà các ngài cũng vậy phải sử dụng đúng nhu cầu hữu ích và cần thiết đó là chuyện nhỏ nhưng thể hiện lòng hiếu sinh rất lớn những người lấy thuốc đông y thuốc nam hay thuốc bắc đừng vì danh nghĩa từ thiện mà tận triệt các cây thuốc không dung dưỡng để chúng còn sinh sôi nảy nở mà sử dụng lâu dài Này thiểu thốn nghiêm trọng buộc phải trồng trọt và nhân giống các chủng loại cây thuốc toàn trên diện rộng quốc gia sự tàn phá không nương tay những tài nguyên về cây cối rừng rậm khiến bao người phải trả giá đắt kinh khủng cho sự phá hoại môi trường biến đổi khí hậu lời khuyến giáo của các bậc giác đời thường có giá trị rất thâm hậu nhưng vì đi trước thời đại quá xa nên người người thường ngửa cổ cười reo cho là phù phiếm diễn dông. Chuyện thứ 38 Phước lớn, tội lớn Một hôm anh em tín đồ bàn luận về vấn đề làm gì phước lớn, làm gì tội lớn. Đang bàn cãi chưa ngã ngủ. Kế đức thầy đi đến, ngài nói. Cất nhà báo sanh và trường học được phước lớn, còn mở lò sát sanh và đặt rượu tội lớn. Luận giải Căn bản của con người có hai phần, thân thể và trí tuệ, nên làm điều gì bảo vệ thân thể và tiến hóa về trí tuệ thì được phước lớn trái lại mở lò sát xanh kết liễu sự sống và đặt rượu làm mê mờ trí óc con người là tội lớn hiểu được chỗ cốt yếu ấy rồi chúng ta cứ việc gì giúp ích con người về hai mặt thể chất và tinh thần thì mạnh dạn làm có phước lớn việc gì ngược lại thì không nên làm vì làm là tội lớn đề tài phước lớn tội lớn này nói cả thời pháp chưa xong thế mà đức thầy chỉ tóm gọn một câu. Sách xưa có câu, tri kỳ yếu, nhất ngôn nhi chung, bất tri kỳ yếu, lưu tán vô cùng. Nắm được chỗ trọng yếu, nói một câu cũng đầy đủ. Không nắm được trọng yếu, nói lan man không bao giờ kết. Chuyện thứ 39 Đạo không thể mất Vào chiều ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Mão 1939, trong không khí, nhà nhà đều rộn rịp đón xuân. Ông Nguyễn Chi Diệp, Quảng Diệp cùng ông Nguyễn Thành Bá, Biện Đại, đạp xe đến Tổ Đình để nghe Đức Thầy giảng đạo. Cũng như lệ thường, khoảng 7 giờ tối thì đồng đạo tề tự chật nứt từ trong nhà đến ngoài sân nhưng ai ai cũng trật tự và im lặng chờ nghe đức thầy thuyết giảng đến 9 giờ khi đức thầy thuyết giảng xong mọi người tản mát ra về chỉ một ít người còn ở lại đức thầy kêu ông quản diệp và ông biện đài đem ghế ra sân ngồi hóng mát ngài thì ngồi trên ghế còn mấy người kia thì ngồi trên bực lót gạch nơi cửa trời trong sao tỏ đức thầy cùng mọi người đàm đạo thêm một hồi rồi ngài chỉ cho mọi người xem sao tử vi xuất hiện trên bầu trời như thấu hiểu tâm trạng mọi người đức thầy nhìn ông quản diệp và ông biện đại nói các ông lo sợ lắm phải không thời kỳ thầy chuyển pháp độ đời dẫu cho thực dân pháp và bọn tay sai có ác độc đến đâu cũng không thể nào hại đạo được. Chừng nào hào quang trên mặt trăng không còn chiếu xuống đất thì mới sợ đạo thầy mất. Bằng ánh mặt trăng còn chiếu, đạo thầy vẫn còn cứu đời và lan rộng mãi mãi. Ngài còn nói thêm: Tất cả uy quyền hay thế lực đàn áp chỉ là dung phân tưới nước cho đạo tốt thêm. Các ông cứ an tâm hành đạo, đừng lo sợ gì hết. Liền đó, Đức Thầy tặng cho ông Hương Quảng Diệp bài thi, mà ông Quảng Diệp giữ gìn thật kỹ, thủ bút Đức Thầy còn rõ ràng, đọc được như sau. Ngô tích nhược hà, khâm thử thử. Tầm kim ô diện một khả tri, bất kiến linh bất kiến hồi quy. Hương bất tuyệt vô nhân đài tuyệt Ngộ bất cấp á kỳ giai tiết Diện vô minh nan chiếu phúc bồn Nhân danh ái từ hương hữu ái Ngã tiên kiến thân viên hà hải Thậm tất đa giống diệt phi hồ Cấp thanh quy tốc khải nam mô nhân vô lược lược hà hữu lược khôi khôi trọng, hùng nhân nhi khước Khả nhẫn tâm nhất dục thống bi nhạn lý lai nhang thước lai kỳ thiên tải định thanh oai thiên định xong đức thầy dặn về nhờ mấy ông thầy nho bạn thử nếu không hiểu hết chỉ hành bốn câu sau cũng đắc đạo theo lời ông nguyễn chi diệp luận giải đạo là chân lý mà chân lý thì luôn tồn tại dầu thời gian có đổi không gian có dời trào lưu có lung lạc làm chìm nổi bao phen trào lưu cũng qua đi mà chân lý vẫn còn cơ hội hiển bày chúng ta vẫn tin điều gì chân chính sẽ trường tồn. Ngược lại, điều trường tồn phải là điều chân chính. Cái quan trọng là làm sao chúng ta hòa nhập vào sự trường tồn ấy, tức là chúng ta phải chuyển hóa thân tâm được thuần chân, thuần chính. Đạo mất còn là việc khỏi lo, mà chúng ta lại nặng lòng lo. Còn cái mất còn của bản thân ta mới là cái đáng quan tâm, lo lắng ngày đêm. Thế gian truyền khẩu Đạo Phật diệu diệu thâm thâm Dẫu mà tận thế ngàn năm vẫn còn Hay một lời khuyên khác Con ơi! Đạo thậm thâm di diệu Chúng luống công khuấy nhiễu không tan là tín đồ của đạo thầy chúng ta khá lo dọn mình cho sạch cho trơn xứng đáng cùng nhau đắm mình trong ánh trăng đạo lý huyền diệu thiêng liêng bất diệt nam mô a di đà phật